độ đèn VinFast VF9 thì như thế nào? Đây anh em, một đôi bên trái, một đôi bên phải. Đấy, đôi này mình làm đôi laser, một đôi là đôi bi LED. Rồi, còn làm thêm, đây là đau mắt đỏ, còn đây là đau mắt xanh, để giúp chiếc xe sẽ rất là sáng. Thì đây là cái bộ đèn, ví dụ đây là VinFast Lux A này. Thì đây một đôi, đây một đôi. Đấy. Còn bên trong nó có thêm cái vòng Enzo nữa. Đấy, để nó xanh đỏ như thế này. Nó sẽ rất rất là đẹp luôn. Đấy, thì ở đây mình quay đến trực tiếp, đây có mấy chiếc xe đang làm. Đấy, với những cái hệ thống đèn của xe điện hay là xe Vin, hay là những cái dòng xe mà ví dụ như đây, như chiếc xe này, thì cái LED của nó chỉ là LED H thôi. Đây bạn quay đây tôi gái. Ở trong này nó có khoảng 1-2 tim LED, xong rồi nó hắt vào cái chóa này, chóa nó thổi ra. Thì với cái hệ thống đèn này nó sẽ đi ở những cái đường mà nó có đèn đường thì đi rất ok. Nhưng mà đi những cái vùng mà đường mà không có đèn ấy, thì nó sẽ chỉ nhìn được khoảng 60 km/h thì an toàn. Nhưng mà chạy lên khoảng 80 là thấy là khó chịu rồi. Do vậy mà những chiếc xe như này, phương án thứ nhất, ngon bổ rẻ anh em làm đôi bi gầm. Đấy. Còn đôi bi gầm này có 3 chế độ màu này. Mức giá thì tùy, một chế độ màu 2.650.000, 3 chế độ màu 3.900.000. Còn nếu mà ăn chơi anh em làm 3 đôi bi trên này nó giống, hoặc là 2 đôi bi trên này giống như VF9 đây. Quay đây anh em xem này. Hay là như chiếc xe này. Thì hiện tại đây là cái combo này lắp bi pha. Đấy, bi pha được tặng một đôi bi gầm luôn. Đấy. Và đây, đây quay cái combo này. Chiếc Everest. Chiếc Everest này độ cũng vô cùng đặc biệt. Đây. Đấy. Đang tháo đèn ra để độ. Đây mình sẽ quay đến combo là chiếc xe này lắp 3 đôi bi một lúc, nó sẽ siêu sáng luôn. Và ở đây thì có một chiếc Fadin cũng đang độ đèn này anh em. Rồi, đây có một đôi nữa này. Đây là CX5. Thì những chiếc xe này, cái đời của con này chắc 2015. Thì cái đèn nó cũng là đèn xenon, nhưng mà bây giờ nó bị già rồi. Sau gần chục năm này nó bị già, nó bị tối rồi. Mình thay một đôi bi LED bây giờ 5, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu đến hơn 10 triệu. Đấy, là một đôi. Đây, con xe Everest này mình làm 3 đôi bi này. Đây. Đây là đôi bi 1.8 inch. Đấy, nó sẽ cực kỳ sáng luôn. Đấy, siêu sáng. Đây, công suất 65W pha và 55W cốt. Đây, quay đến cho anh em khi mà chúng ta lắp xong ấy thì toàn bộ sẽ được hấp này. Và bên mình có cái túi nó gọi là đây, cái này cũng là quan trọng này, quay đến cho anh em xem này. Đó là cái nhỏ đi. Đấy, đây là cái túi hút ẩm này để nó không bị đọng nước bên trong. Đấy, và bên mình sử dụng cái bát đèn này anh em thấy không? Cái bát 100% bát này, bát ốc này. Đấy, bát ốc đây đây. Đấy. Sẽ cực kỳ ok luôn. Đấy, nên là một ngày thì bên mình nhận một lúc khoảng có thể được khoảng 5 đến 10 đôi đèn. Nhưng mà làm đèn này lâu, 4-5 tiếng với xe dễ, còn xe khó thì 6-7-8 tiếng. Đấy thì anh em mà có nhu cầu độ đèn, đặc biệt là đối với những chiếc xe như VF9 là một chiếc xe độ đèn cũng rất là khó. Cần anh em phải chuyên, làm nhiều, tay nghề cao. Thì anh em mà có nhu cầu qua ủng hộ Chu Auto nhá. Cảm ơn anh em.